Những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua Binh lính Ukraine bắn hạ thành công tên lửa hành trình Nga bằng hệ thống Manpass Đấu trí nghẹt thở ở mặt trận Foshan, Ukraine đi trước đánh đòn táo bạo, lính Nga vượt sông tháo chạy Ukraine nã đòn tầm xa tấn công đơn vị quân đội Nga ở mũi Fowland, Crimea Ukraine có thể sẽ sớm nhận được tới 20 máy bay chiến đấu MiG 2000 từ Pháp. Nga cảnh báo khẩn cấp khi nhà máy điện hạt nhân vùng Rostov gặp sự cố nghiêm trọng. Hơn 600.000 người Nga trốn ra nước ngoài để tránh chiến tranh. Thiên Ý xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh HTD News. Chương trình thời sự quốc tế sáng ngày 18 tháng 7 sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Kính thưa quý vị, đoạn phim mới dường như cho thấy một binh sĩ của Ukraine đang bắn hệ thống phòng không vắt vai, còn được gọi là Manbass, vào một tên lửa hành trình của Nga để đánh chặn cuộc tấn công đang tới. Đoạn tiếp ngắn, nhiễu hạt, được chia sẻ rộng rãi trên mạng, bao gồm cả đoạn của Anton Tarashenko, cựu cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine, Dường như cho thấy cảnh một người lính Ukraine mặc thường phục bắn tên lửa phóng từ vai từ nơi có vẻ là rìa của một khu rừng. Có thể nghe thấy nhiều tiếng ăn mừng sau khi đánh chặn được tên lửa của Nga. Không rõ đoạn video được quay ở đâu hoặc khi nào và Disquiet không thể xác minh độc lập các cảnh quay. Quân đội Ukraine và Bộ Quốc phòng Nga đã được liên hệ để bình luận qua email. Ukraine đã nhận được một số loại tên lửa phòng không phát phai gọi tắt là Manpad có thể sử dụng hiệu quả để chống lại lực lượng Nga, bao gồm tên lửa Stinger do Mỹ sản xuất và tên lửa tầm ngắn Star Trek của Anh. Theo tài liệu của ngũ chất đài, cho đến nay, Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 2.000 tên lửa Stinger cho quân đội Ukraine. Manpest thường được vận hành bởi một người bắn tên lửa từ vai của họ, và hệ thống này dễ dàng di chuyển xung quanh chiến trường khi cần thiết. Kiev đã ghi nhận chúng trong việc tiêu diệt các mục tiêu như máy bay phản lực chiến đấu, hoặc trực thăng của Nga và các mục tiêu nhỏ hơn, bao gồm cả máy bay không người lái. Vào cuối tuần, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine đã chia sẻ đoạn phim cho thấy một trong những người lính của họ sử dụng vũ khí đất đối không phát phai để đánh chặn máy bay không người lái trên sát Auckland 10 của Nga ở khu vực Kharkiv, đông bắc Ukraine. đấu trí nghẹt thở ở mặt trận Vopchans, Ukraine đi trước đánh đòn táo bạo, lính Nga vượt sông tháo chạy. Tại mặt trận Kakep, những ngày gần đây, quân Nga đang cố gắng tiến qua sông vào phía nam Vopchans để cắt đứt liên lạc giữa quân Ukraine tại thành cổ với đất liền, trong khi quân Ukraine đang cố gắng tiến từ khu vực Tikhe để cắt đứt liên lạc giữa quân Nga với đất liền và đưa cho họ vào một vị trí an toàn. Đây là cuộc đấu trí ở mặt trận này giữa hai bộ chỉ huy. Mục tiêu chính của lực lượng nga tại Forsen là hai mặt giải cứu quân đội bị bao vây tại nhà máy tổng hợp và làm suy yếu các vị trí của Ukraine tại thành cổ. Lực lượng nga tại nhà máy tổng hợp đã bị quân đội Ukraine bao vây và bao vây trong hơn một tháng. Nhà máy tổng hợp bao gồm một số tòa nhà lớn được gia cố đóng vai trò là công sự kiên cố do những công sự kiên cố này quân đội Ukraine đã chọn không tấn công trực tiếp vào nhà máy để tránh những tổn thất không đáng có. Theo vào đó, họ tiến hành các cuộc không kích và pháo kích vào quân đội Nga ẩn nấu ở đó. Kết quả là các phi công và lính pháo binh Ukraine đã gây ra tổn thất nghiêm trọng cho lực lượng Nga bị cô lập. Lý do duy nhất khiến quân đội Nga sống sót trong nhà máy tổng hợp là lực lượng chính của họ đã có thể cung cấp cho họ thực phẩm, thuốc men và đạn dược thông qua máy bay không người lái lực lượng nga có kế hoạch liên kết với quân đội tại nhà máy tổng hợp bằng cách tiến về phía nam và tăng cường cho họ sau khi được tăng cường và tiếp tế họ nhắm đến việc sử dụng nhà máy như một thành trì để thiết lập các vị trí bắn nhằm trấn áp các vị trí của ukraine ở phía đông nhà máy điều này sẽ cho phép họ tiến công vào các vị trí yếu hơn của ukraine ở các khu dân cư có khả năng cắt đứt lực lượng ukraine ở thành cổ hoặc buộc họ phải rút lui Đạt được điều này sẽ trao cho người Nga quyền kiểm soát hoàn toàn phân phía Bắc của Vosren, tạo tiền đề cho các hoạt động tiếp theo về phía Nam. Kịch bản tệ nhất đối với người Nga sẽ là sự đầu hàng của lực lượng biệt lập của họ trong nhà máy tổng hợp. Điều này sẽ đưa người Nga trở lại và xuất phát, cho phép người Ukraine giành lại các vị trí hỏa lực mạnh cần thiết để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo việc mất hơn 200 quân tại nhà máy tổng hợp có thể làm suy yếu nghiêm trọng tinh thần của lực lượng Nga chủ chốt bên ngoài và dẫn đến tình trạng đau ngủ tràn lan. Để tránh kịch bản này, các chỉ huy Nga đã triển khai thêm quân tiếp viện đến Voshen để tiếp tục tấn công. Các lực lượng Nga ở khu vực Kharkiv rộng lớn thường bị bỏ bê và thiếu nguồn lực, dẫn đến tình trạng bế tắc kéo dài. Tuy nhiên, với những quân lính bổ sung này, các lực lượng Nga đã tiến được 500 mét. Ngoài việc liên kết với các quân lính tại nhà máy tổng hợp, họ còn thiết lập các vị trí ở bờ bên kia của sông Volsha. Diễn biến này gây ra một đe dọa đáng kể cho lực lượng chiến đấu Ukraine, vì giờ đây quân Nga có thể nhắm vào cây cầu duy nhất còn lại cung cấp cho quân đồn trú Ukraine ở phía bắc thị trấn. Một bước tiến đáng kể của Nga có thể được quy cho thực tế là người Ukraine đã giảm số lượng quân ở phía nam thị trấn và tái triển khai họ về phía đông đến Tikhaya. Trong những ngày gần đây, người Ukraine đã tích lũy một số lượng lớn quân ở ngôi làng này cho một cuộc tấn công quyết định đã được lên kế hoạch, có thể cắt đứt và bao vây lực lượng Nga trên toàn bộ Voshen. Bộ chỉ huy Nga đã nhận thức được vấn đề này, vì vậy họ bắt đầu xây dựng một mạng lưới chiến hào và công sự trước TK. Thật không may cho người Nga, tất cả các thiết bị hạng nặng và mai đào được sử dụng để xây dựng các công trình phòng thủ này đều bị phá hủy. Các video do những người điều khiển máy bay không người lái Ukraine công bố cho thấy họ đã phá hủy thành công hàng chục máy đào và xe tải chở vật liệu xây dựng cho các vị trí phòng thủ. Việc Nga không có hệ thống tác chiến điện tử hoặc bất kỳ biện pháp đối phó nào khác chống lại máy bay không người lái cho thấy họ đang xây dựng các chiến hào và công sự này một cách vội vã. Nhìn chung, quân đội Ukraine đã có một động thái táo bạo ở khu vực Voshen, đánh đổi một số vị trí trong thị trấn để mở một cuộc tấn công sơn mạnh mẽ nhằm bao vây quân Nga trong thị trấn. Nhiều báo cáo về việc nhiều nhóm quân Nga đã vượt ngược sông Voshen để thao lùi về hướng phòng thủ. Các cuộc tấn công bằng máy bay không gửi lái và thiết bị vào vị trí của Nga trong khu vực cho thấy rằng các chiến binh Ukraine chắc chắn sẽ tấn công vì các cuộc tấn công bằng máy bay không gửi lái hàng loạt luôn nhằm mục đích làm suy yếu khả năng phòng thủ trước khi tấn công trên bộ. Ukraine nã đòn tầm xa tấn công đơn vị quân đội Nga ở mũi Fowland, Crimea. Tại Sevastopol tạm thời bị chiếm đóng, một đơn vị quân đội ở mũi Fowland đã bị trúng đòn vào ban đêm. Theo Yurinform, kênh Crimean Queen Telegram đã đưa tin về sự kiện này bài đăng cho biết khói ở Sevastopol đang tan dần. Vào ban đêm, đơn vị quân đội Nga gần mũi Fireland đã bị trúng đạn. Đây là một sư đoàn hệ thống phòng không S-400, S-300 thuộc Trung đoàn tên lửa phòng không số 12, đơn vị quân đội 85702. Được biết, đơn vị quân đội này đóng quân giữa các hợp tác xã nhà nghỉ, nên các mảnh vỡ của UAV đã rơi xuống các ngôi nhà nghỉ. Theo thông tin, có tổng cộng 8 vụ nổ. Có thể một trong các trạm radar đã bị hư hại và cũng có một vụ nổ ở vị trí S-400. Trước đó, Ukraine form đưa tin rằng tại Sevastopol ở Crimea tạm thời bị chiếm đóng. Người ta nghe thấy tiếng nổ vào ban đêm và buổi sáng ngày 17 tháng 5. Máy bay không người lái được cho là đã bị bắn hạ gần mũi Fireland và tiếng các mảnh vỡ rơi xuống được ghi nhận tại khu vực Fireland trên lãnh thổ có một ngôi nhà riêng. Ukraine có thể sẽ sớm nhận được tới 20 máy bay chiến đấu Mirage 2000 từ Pháp. Tổng biên tập của hãng Defense Express Oleg Kekov cho biết Pháp có thể đang chuẩn bị chuyển giao tới 20 máy bay chiến đấu Mirage 2000 năm cho Ukraine. Những máy bay này sẽ được quân đội Pháp cho ngừng hoạt động trong thời gian tới. Ông Kekov cho biết, Thông tin Ukraine sẽ nhận được máy bay chiến đấu Mirage 2000 năm từ Pháp đến từ Tổng thống Macron hơn nữa, thời hạn là 6 tháng kể từ thời điểm tuyên bố được đưa ra vào tháng 5. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là báo chí Pháp đưa tin rằng các phi công Ukraine được cho là đã huấn luyện trên máy bay chiến đấu Mirage 2000 vào tháng 3 năm 2023. Thông tin này sau đó đã bị Bộ Tư lệnh Không quân phủ nhận. Ở cấp độ chính thức, thượng viện Pháp đã thảo luận về khả năng chuyển giao những máy bay này cho Ukraine vào mùa đông năm 2022. Theo chuyên gia này, Ukraine có thể sẽ nhận được tới 20 máy bay chiến đấu Mirage 2000 năm từ Pháp. Ông nói thêm, một cuộc phỏng vấn với đại sứ Pháp tại Ukraine mới được công bố gần đây. Người này cho biết vấn đề đào tạo và chuẩn bị phi công cho Mirage 2000 mất nhiều tháng. Hiện vẫn chưa biết thời gian này kéo dài bao lâu, vì ngay cả 6 tháng cũng có thể được coi là nhiều tháng. Về số lượng máy bay chiến đấu Mirage 2000 năm mà Pháp có thể cung cấp cho Ukraine, thông tin này được giữ bí mật. Tuy nhiên, có thể nói rằng chúng ta đang nói về 20 máy bay phản lực. Đây là số lượng máy bay đang phục vụ tại Pháp và chúng đang được cho ngừng hoạt động. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nhấn mạnh điều này. Ông nhấn mạnh rằng tất cả các thiết bị đang được cho ngừng hoạt động đều được chuyển đến Ukraine. Nga phát cảnh báo khẩn cấp khi nhà máy điện hạt nhân vùng Rostov gặp sự cố nghiêm trọng. Ở Nga đã xảy ra sự cố với quy mô lớn trong quá trình vận hành nhà máy điện hạt nhân Rostov và các hạn chế về tiêu thụ năng lượng đã được đưa ra. Dialog.ua đưa tin, dẫn nguồn tin từ truyền thông địa phương Nga cho biết, trong khi điện Kremlin đang cố gắng phá hủy hệ thống năng lượng của Ukraine, thì mọi thứ ở Liên bang Nga lại có sự sụp đổ. Vào thứ Ba ngày 16 tháng 7, một tổ máy điện của nhà máy điện hạt nhân NPP đã gặp sự cố ở vùng Rostov. Nhà máy điện hạt nhân Rostov nằm ở Volgodensk, Nga, có 4 tổ máy điện đang hoạt động. Hôm nay, một trong số chúng đã được tắt khẩn cấp bằng tự động hóa. Điều này đã phát hiện ra sự cố với máy phát điện turbine. Các nhà chức trách đã đưa ra các hạn chế tiêu thụ năng lượng ở mức 1,5 gigawatt ở miền nam nước Nga. Crimea bị chiếm đóng cũng bị ảnh hưởng. Lịch trình cung cấp điện tạm thời đã được đưa ra ở Sovatopol, cho đến khi giảm tải, Yanta, Alasta, Fyodosia, Kerch, Sodak và các khu định cư khác trên bán đảo do Nga chiếm đóng cũng bị mất điện. Thời điểm khôi phục đơn vị điện vẫn chưa được biết. Ban quản lý trạm tuyên bố rằng bức xạ nền trong khu vực là bình thường mặc dù có sự cố. Trước đó có thông tin cho rằng Latvia, Lithuania và Estonia sẽ bị ngắt khỏi hệ thống năng lượng chung với Belarus và Liên bang Nga. Hơn 600.000 người Nga trốn ra nước ngoài để tránh chiến tranh Ít nhất 666.000 người đã rời khỏi Nga sau khi cuộc chiến toàn diện chống lại Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022 và không quay trở lại. Điều này được hãng tin The Bell đưa tin, công bố kết quả nghiên cứu của riêng mình. Theo The Bell, những con số thu được cao hơn 150.000 so với ước tính gần đúng của ứng phẩm này được đưa ra vào cuối năm 2022. Nghiên cứu hiện tại dựa trên phân tích thông tin được công bố chính thức, tuyên bố của các quan chức và nhà ngoại giao, cũng như dữ liệu thống kê từ mỗi quốc gia mà người Nga di chuyển tới. Để có được chúng, các nhà báo đã gửi yêu cầu đến các cơ quan di cư và thống kê của gần 70 quốc gia. Đồng thời, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận một số khó khăn mà họ gặp phải. Do đó, một số quốc gia như Thái Lan, Indonesia đã không phản hồi yêu cầu, một số quốc gia khác không lưu giữ hồ sơ về người Nga đã chuyển đến hoặc chưa công bố dữ liệu nhập cư năm 2023. Ngoài ra, không thể biết có bao nhiêu người Nga đã nhận được giấy phép cư trú hoặc giấy phép làm việc hoặc học tập ở nước ngoài, cuối cùng đã quyết định quay trở lại Liên bang Nga. Trong số các quốc gia dẫn đầu về số lượng người Nga chuyển đến đó, như dự kiến, có các điểm đến miễn thị thực như Armenia 110.000 người, Kazakhstan 80.000 người, Georgia 74.000 người, Trebel chỉ ra. Ấn phẩm này gọi đó là điều bất ngờ khi Hoa Kỳ 48.000 người cũng nằm trong top các quốc gia mà người Nga chuyển đến. Israel cũng nằm trong số những quốc gia được ưa chuộng nhất, khoảng 80.000 người Nga đã tới đó. Tuy nhiên, các tác giả của nghiên cứu quy định rằng không phải tất cả họ đều ở lại đất nước này và không thể xác định được con số chính xác những người đã trở về. Theo thống kê, người Nga thường xuyên nhất tới các nước EU như đến Đức 36.000 người, Latvia 18.000 người, Tây Ban Nha 16.000 và Hà Lan 12.000 người, khoảng 30.000 người chuyển đến Serbia. Không thể dựa vào dữ liệu của Nga trong một phân tích như vậy, vì Nga như The Velvet, không chính thức tiết lộ có bao nhiêu công dân đã rời đi sau ngày 24 tháng 2 năm 2022 và vẫn chưa trở về và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ hãy tiếp tục đồng hành cùng bản tin của chúng tôi bằng cách nhấn thích video cũng như chia sẻ cho nhiều người được biết mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận What?